trận đấu giữa Trần Thịnh Ngon và Thắng Nguyên Quốc Cầm Đỏ gặp Đặng Thị Hiền đoàn quân đội Quốc Cầm Xanh. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu. Thank you.
Thì nếu kết thúc với phần thắng tuyệt đối cầu nguyên góc thẳng xanh đoàn quân đội, chúng tôi xin thông báo là các đoàn